Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Thì hôm nay ngày thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019, Dũng Audi xin phép được giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn cũng như toàn thể bà con một chiếc xe vừa về tại cửa hàng Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ ở lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, cạnh khách sạn 25 tầng, khách sạn Nam Cường. Đây là một chiếc Kia Carren sản xuất 2015. Chiếc xe có màu lông chuột. Chiếc xe này thì hiện bên cửa hàng của Dũng Audi đang bán với giá là 365 triệu đồng. Chiếc Kia Carren số sàn sản xuất 2015. Mọi thông tin thì quý anh chị vui lòng alo trực tiếp cho Dũng Audi theo số điện thoại 0855 966 966. Bây giờ đi vào phần chính, hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới quý vị, quý anh chị và bà con những mẫu xe này. Thì đây là cái form dáng phía ngoài của xe. Chiếc xe thì có cái biển tình, biển 20 và có màu lông chuột, khá là sang trọng và lịch lãm. Khá là sang trọng và lịch lãm. Một chiếc Kia Carren 7 chỗ ngồi, số sàn, động cơ 2.0. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó là rơi vào tầm 8 lít, 7 lít, 7 lít rưỡi cho đến 8 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Đây là phần form dáng của xe. Xe có màu lông chuột khá là tươi xe, rất đẹp. Cam kết quý anh chị và các bạn là xe không bị tai nạn, không ngập nước và máy móc côn số zin. Đây là phần nội thất của xe. Xe thì đã được trang bị phần chống nóng cho tablo. Đấy. Chống nóng cho tablo. Số sàn, màn hình DVD. Hệ vô lăng tích hợp bàn phím đây. Chân nỉ nguyên bản. Đấy, tablo tablo rất đẹp. Gần như là mới, xe nội thất rất đẹp, rất tươi. Côn số rất ngọt, di chuyển số rất đều. Đây phần tắp ly đấy. Tắp ly cánh lái, có gương kính chỉnh điện đấy. Keo chỉ nguyên zin. Keo chỉ không mất một phân ạ. Ốc ác zin hết ạ. Cam kết của anh chị và các bạn là không bị tai nạn, không ngập nước. Đây là hàng ghế thứ hai. Đây hàng ghế thứ hai, bọn mình vừa gấp xuống đây cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Đây hàng ghế thứ ba đấy. Đối với dòng này thì hàng ghế thứ hai thì có dàn điều hòa phía sau. Đấy, quý anh chị ngồi hàng ghế thứ sau thì điều hòa vẫn rất là mát. Đây là phần trần đấy, phần trần nỉ đấy, rất đẹp, rất sáng. Đấy, cột kèo đẹp, nội thất thì rất là tươi. Chiếc 7 chỗ Kia Carren số sàn, giá là 365 triệu, khá là hợp túi tiền, đời cao, giá lại rất là phải chăng. Quý anh chị sử dụng theo mục đích gia đình cũng rất là hợp lý, và có thể pha chút dịch vụ thì cũng chả sao, bởi vì mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng rất là vừa phải. Quý khách mua xe tại cửa hàng Dũng Audi thì vui lòng một là alo trực tiếp cho Dũng Audi theo số điện thoại 0855 966 966, hai trực tiếp tới tại cửa hàng của Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, cạnh khách sạn 25 tầng, khách sạn Nam Cường ấy. Đi từ mặt đường 5 đi vào tầm 500m và đi theo hướng cao tốc thì đi qua cầu Lộ Cương. Cửa hàng Dũng Audi bán giá xe rất công khai. Bán giá xe công khai, quý anh chị có thể xem xe, chạy thử, test thử và test hãng thoải mái, thuận mua vừa bán. Bây giờ đây, trên đây là cái phần form dáng cũng như là nội ngoại thất của xe. Bây giờ em sẽ đi vào cái phần khoang máy cho quý anh chị cũng như toàn thể bà con xem qua phần khoang máy. Thank you.
vẫn phòng máy thôi chị ạ. Xe vừa về nên bên em cũng chưa dọn dẹp gì, khá bẩn, nguyên vết bụi của thời gian đấy. Cam kết máy số zin, keo chỉ zin, không tai nạn, không ngập nước. Trên đây là form dáng tổng thành nội ngoại thất cũng như khoang máy của chiếc Kia Garden sản xuất 2015 số sàn này. Thì em xin giới thiệu tới quý vị và các bạn, thì chiếc xe này bên em đang bán với giá là 365 triệu đồng bao rút hồ sơ. Bên em thì đang hỗ trợ trả góp ngân hàng, hỗ trợ trả góp ngân hàng trên toàn quốc cho những cái dòng xe từ 2010 đổ lên. Đấy, quý anh chị nào mà có nhu cầu mà không đủ tiền thì có nhu cầu mua xe thì vẫn có thể trả góp bình thường, lãi suất thì chưa đến 0,9%. Mọi thông tin thì quý anh chị vui lòng alo trực tiếp cho Dũng Audi theo số điện thoại 0855 966 966. Đến đây thì em xin kết thúc buổi quay báo giá chi tiết chiếc xe này. Xin hẹn gặp lại quý vị, quý anh chị và toàn thể bà con trong những video tiếp theo. Em xin kính chào, xin tạm biệt.